Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tả sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 403, Hoàng cung. Lục Thời xoay người nhìn ba người trẻ tuổi vây quanh mình, ánh mắt cuối cùng dừng trên khuôn mặt Yến Tam Hợp. "Con à, năm nay con 17 nhỉ? Sao lại hỏi vấn đề này? Đây đã là lần thứ tư rồi." Yến Tam Hợp im lặng gật đầu. Người phủ vân nam, vâng. Lục thời lui ra sau nửa bước, vái chào Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp kinh ngạc hoàn lễ. Lão đại nhân, tuyệt đối không được, đa tà con. Lục thời nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, muốn nói gì đó, bỗng nhiên liếc thấy lục đại và trình phù giao vội vã đi tới. Lão ra, cầm y vệ tìm tới. Lục thời bình tĩnh. Ba người các ngươi chờ cầm y vệ đi rồi hắn đi, những điều tối nay nghe được, nhìn thấy, chỉ coi như là mơ thôi nhé yến tam hợp đại nhân thì sao tất nhiên là từ đâu tới thì trở về nơi đó ba vị cáo tử ánh mắt lục thời nặng nề nhìn yến tam hợp xoay người rời đi không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không yến tam hợp cứ cảm thấy trong mắt hắn có rất nhiều lời chưa nói hết thực ra nàng cũng có rất nhiều lời không có hỏi hết hắn ta sẽ tự hạ tội kỳ chiếu sao hắn ta sẽ làm gì ngươi sau đó ngươi định làm gì đang nghĩ ngợi, thì trước mắt chợt tối đen, còn chưa kịp kêu một tiếng yến tam hợp đã ngã xuống. Tả chi phi nhìn người bên cạnh ngã xuống, lập tức đưa tay ôm lấy, tốc độ cực nhanh, khiến bùi tiếu chỉ vừa vươn tay thấy rất ảo não. Nương nó, sao ta cứ luôn chậm nửa nhịp chứ? Đúng lúc này, ba người Lý Bất Ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ cũng quay lại. Tả chi phi nhìn Lý Bất Ngôn. Nàng ngất xỉu rồi, ngươi và Hoàng Kỳ đưa nàng về phủ trước đi. Hoàng kỳ. Vậy ra nhà ta thì sao? Tạ Chi Phi đặt yến tam hợp lên lưng lý bất ngôn. Ta và gia ngươi tiếp tục diễn kịch. Chu Thanh, ngươi âm thầm đi theo đại nhân. Vâng. Tạ Chi Phi gật đầu với Trình Phù Giao. Làm phiền Trình chủ dẫn bọn họ đi bằng cửa sau. Trình Phù Giao. Các ngươi biết đường về lầu kịch chứ? Tạ Chi Phi. Biết, vậy đi theo ta. Sáu người, chia làm ba đường, vội rời đi đến chỗ rẽ, tả chi phi không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua thủy tạ. Gió nổi lên, bầu trời đêm rộng mênh mông, hai chiếc đèn lồng treo ở bên ngoài thủy tạ, bị thổi lung tung. Đừng nhìn nữa, đi mau. Bùi tiếu kéo hắn một cái. Tả chi phi thuận thế choàng lấy cổ bùi tiếu. Lời của lão đại nhân, ngươi nên nhớ kỹ. Nhớ kỹ, cứ coi như vừa mơ một giấc. Tả chi phi buông tay ra, giống đang tự khuyên mình. Đúng, về ngủ một giấc, quên hết mọi thứ đi. Trở lại lâu kịch, trên sân khấu vẫn náo nhiệt như trước, đang hát vở. Lâm sung giả bôn. Giọng hát của võ sinh rất vang, nhưng hai người lại chẳng nghe lọt chữ nào. Cẩm y về tìm tới, hiển nhiên là đang tìm lão đại nhân. Lão đại nhân làm cách nào để gạt hết tất cả mọi người đến sướng Xuân Viên. Đang phiền não thì trình phù giao tiến vào, ôm quyền với hai người. Tam gia, tiểu bùi gia, thấy vở kịch này thế nào? Tả Chi Phi bắt chéo chân, cười híp mắt nói: "Lần đầu ta nghe vở kịch này, trình viên chủ Lâm trùng có bị người đuổi kịp không?" Đuổi theo cũng có người tiếp ứng, tam gia cứ yên tâm nghe kịch. Tả Chi Phi ngộ ra ý trong lời này, ba người Lý bất môn không chỉ thuận lợi rời đi từ cửa sau, trình phù giao còn sắp xếp xe ngựa tiếp ứng rồi. Một nửa trái tim rơi xuống, một nửa còn treo ở cổ họng. Một lát sau Chu Thanh trở về, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, thì lấy tay chấm chút nước trà, viết hai chữ Hoàng Cung. Hoàng Cung, trái tim tạ chi phi và bùi tiếu rơi xuống, trong nháy mắt lại treo lên. Cẩm y vệ giờ này mang lão đại nhân đi Hoàng Cung, chắc chắn là chủ ý của vị kia, đây là định làm gì đây? Định sau mùa thu tính sổ sao? Tạ chi phi bất an đứng lên. Chúng ta cũng đi, người mau kéo ta một cái, chân ta mềm nhũn rồi, không dậy nổi tiểu bùi ra cả đêm nay bị kinh hãi còn hơn lúc ở nhà chu giã không chỉ chân mềm mà tim còn đập thình thịch tả chi phi kéo hắn lên đi ra khỏi sướng xuân viên trong gió đêm đã có mưa phùn lất phất xối vào trên mặt lạnh lẽo không nói nên lời tả chi phi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện lão đại nhân làm sao vào được sướng xuân viên chu thanh thấp giọng nói lục phủ hôm nay mời gánh hát hắn giả làm con hát đi theo ra khỏi lục phủ Hèn gì cầm y vệ lại tìm đến. Khóe mắt Tạ Chi Phi giật giật. Minh Đình, trong cung lúc này vẫn còn làm việc chứ? Bùi Tiếu sờ lệnh bài trên người, cắn răng một cái. Chu Thanh, đưa ta vào cung. Tạ Chi Phi vội dặn dò. Đừng mạo hiểm, nói nhảm, còn cần ngươi giải thích à, tiểu gia ta sợ chết lắm đó. Bùi Tiếu đi tới trước xe ngựa, vén rèm lên, quay đầu. Ngươi mau trở về xem nương tử ta có sao không, đợi lát nữa xem nàng. Tạ Chi Phi nhẹ giọng nói. Trời lạnh thế này, ta phải về nhà một chuyến, uống mấy chung rượu với cha. Uống rượu là giả, tìm hiểu tin tức là thật. Bùi tiếu thầm nghĩ tên nhóc này tay chân nhanh nhạy, đầu óc cũng nhanh nốt. Trời vào khuya, cơn mưa cuối cùng cũng tí tách rơi xuống, toàn bộ hoàng cung bao phủ trong sự ẩm ướt. Tiểu nội thì rất hòa khí, lục đại nhân, mời đi theo tiểu nhân. Lục thời sửa sang lại thường phục trên người, tóc buộc ngay ngắn, nhận lấy ô tiểu nội thị mang tới đi vào trong mưa tiểu nội thị thấy thắt lương hắn thẳng tắp bước chân có vài phần khí thế thầm cảm thán một hồi đêm hôm khuya khoắt bị triệu vào cung còn có thể nhàn tản như thế trong ngoài trên dưới triều đình e rằng cũng chỉ có một lão ngự sử lên tới bậc thang cuối cùng lục thời thu ô lại phủi bụi mưa dính trên người nhấc chân bước vào ngự thư phòng hoàng đế đang ngồi nghiêng trên giường cầm trong tay một quyển sách thấy người đi vào cũng không nhúc nhích. Lục thời tiến lên quỳ lạy hành lễ. Hoàng đế đặt sách xuống, nhìn xiêm y trên người hắn, thản nhiên cười nói. Lão đại nhân đây là từ đâu tới thế? Bẩm bệ hạ, từ sướng xuân viên đến. Lục thời vẫn quỳ trên đất, chắp hai tay. Tối nay lên sân khấu hát một vở kịch, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Ồ, hát vở gì vậy? Tây xương ký. Hoàng đế không ngạc nhiên chấm nhớ Tây Sương Ký là diễn câu chuyện thiên kim tiểu thư và thư sinh nghèo. Đúng vậy, lão đài nhân diễn, thư sinh, vậy thiên kim tiểu thư là? Lục thời chậm rãi đứng thẳng dậy. Là vị hôn thê chưa qua cửa của thần, đại tiểu thư đường ra. Bốp! Trung trà vỡ vụn, gương mặt hoàng đế giận dữ. Trong noán các im lặng tĩnh mịch, rằng co thật lâu. Người thông minh so chiêu, không cần nói nhiều, nhưng trong lòng đều hiểu rõ ràng thời gian thật lâu, hoàng đế thở hồn hển mấy hơi, đè nén sự tức giận tới cực điểm, cười gần nói. Thì ra lão đại nhân không quên. Lục thời gần từng chữ. Bẩm bệ hạ, có một số việc không dám quên, không thể quên, cũng không nỡ quên. Sắc mặt hoàng đế trong phút chốc trắng bệch, đáy mắt có sát ý hiện lên. Lục thời, ngươi thật to gan, bệ hạ. Lục thời chậm rãi cúi người xuống. Thần, tội đáng chết. Hoàng đế chỉ cảm thấy ngực đau nhức, chỉ vào lục thời nói. Được, 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 chấm sẽ thành toàn cho ngươi. Trường 404, đón ta. Lục thời ngẩng đầu, nhìn về phía đế vương, khóe miệng dần nhếch lên. Thần, ta ơn bệ hạ. Trong giọng nói không có sự e ngại, còn mang theo sự vui sướng, giống như hai chữ. Thành toàn. Này hắn đã đợi rất lâu, trông mong rất lâu rồi. Sau lưng hoàng đế thoát mồ hôi lạnh, nhưng chỉ thoáng chốc đã tỉnh táo lại chấm đã quên, ngươi là đại ngự sử chuyên lên tiếng cho thiên hạ, là vị quan thanh liêm nhất. Nếu chấm giết ngươi, sẽ mang tội danh giết thanh quan, đợi ngày sau ghi vào sử sách, chấm sẽ trở thành hôn quân, mà lục đại nhân ngươi thì lại được lưu danh sử sách. Lục thời quỳ trên mặt đất, không nói một lời, thân thể không có lớp quan bảo uy vũ kia che lấp, nhìn qua chẳng qua chỉ là một ông lão bình thường. Hoàng đế chỉ cảm thấy xương khớp, bốn kinh tám mạch toàn thân đều đau nhức hắn cả đời từng trải qua vô số phong ba từng đánh vô số trận chiến gặp qua vô số kẻ địch đối thủ vẫn chưa có ai ép hắn được đến bước đường này người này dồn hắn vào một khe hở chật hẹp không đường để vào không đường để lui thậm chí muốn rút đao ra cũng không thể hoàng đế chán nản ngồi xuống lục thời ơi lục thời chấm giữ ngươi không được giết ngươi không xong ngươi tính toán quá giỏi lục thời vẫn im lặng như cũ hoàng đế thấy hắn như vậy lại muốn mỉm cười ngươi là đến báo thù cho hắn ư hắn là tiền thái tử lúc này lục thời mới đứng thẳng dậy không phải vì hắn chỉ vì đường ra hoàng đế cười gằn điều này có khác gì nhau sao có lục thời thản nhiên cười đường ra cho ta ân huệ nhận ân một giọt phải báo đáp lại cả con sông vậy chấm thì sao hoàng đế chất vấn thân phận của ngươi năm đó có rất nhiều người khuyên chấm đừng dùng ngươi chấm không chỉ không từ bỏ ngươi còn giúp đỡ ngươi từng bước thượng vị, chẳng lẽ chấm không cho ngươi ân huệ sao? Lục thời, bệ hạ cho ta thượng vị, ta vượt mọi trông gai vì bệ hạ, đây không phải ân huệ, đây là ngươi tình ta nguyện, là quân thần ăn ý. Hay cho câu quân thần ăn ý. Hoàng đế cười gần liên tục. Đường ra chắc chắn phải bại, đường kỳ lệnh chắc chắn phải chết, với tính cách của người nọ thì căn bản ngồi không vững giang sơn này. Đường kỳ lệnh là tiên sinh của hắn, càng là quân sư quan trọng nhất của hắn, cánh tay trái cánh tay phải đắc lực. Hắn không chết trên tay ta, cũng phải chết trên tay người khác. Bệ hạ nói không sai. Đáy mắt lục thời đầy trào phúng. Đường kỳ lệnh đáng chết, nhưng không nên chết như vậy. Đường ra tất bại, nhưng không nên bại như vậy. Tướng quân có thể chết trên chiến trường, nhưng không thể chết vì bị vu oan là đầu hàng địch. Chết như thế, là chết không nhắm mắt. Hoàng đế cười gần một tiếng. Cho nên ngươi sống đơn độc một mình, chỉ vì ngày hôm nay sao? cũng không phải. lục thời bình tĩnh nói. trên đời này có kẻ tốt, kẻ ác, có gian thần, có trung thần, có thanh quan, có tham quan. trực như huyền, tử đạo biên, khúc như câu, phản phong hầu. cả đời này của ta, trung quy chỉ đi con đường quang minh, ngăn ngừa quỷ quái thiên hạ. cả đời này của ta. lục thời dừng lại một chút. tiên sinh từng nói tính tình của ta rất thích hợp để làm ngự sử. nhiều năm nay ta có tư tâm cũng có bản tâm ngoại trừ việc muốn đòi công bằng cho đường ra ra thì còn muốn cố gắng không phụ lời tiên sinh nữa. Lục thời, trên đời này làm sao có hai chữ công bằng? Hoàng đế tiến về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt lục thời. Hắn sinh ra đã nằm ở vạch đích, ta sinh ra là con thứ, lục thời ngươi mặc dù họ lục, sinh ra lại chỉ là đứa con riêng, nói gì công bằng. Trong mắt lục thời dần bốc lửa hưng hực. Số phận đã an bài, không ai có thể lựa chọn, thứ duy nhất có thể lựa chọn, đó là làm sao để xứng đáng trái tim trong lồng ngực mình. Hắn lặng lặng nhìn đế vương. Hắn chém giết quyết đoán, văn thao võ lược, bình định tứ hải, biết dùng nhân tài, hoa quốc ở trong tay hắn, có thể còn thịnh thế hơn cả thời hán thời đường. Nhưng máu trên tay quá nhiều, đến nỗi không thể đổ hết được, oan hồn dưới đau quá nhiều, diêm vương điện cũng không chứa nổi. Bệ hạ không phải là một người tốt, nhưng lại là một hoàng đế tốt. Lục thời từ từ cúi người xuống, chán chạm đất. Thần may mắn được đi cùng bệ hạ 18 năm, thần không hối hận, nhưng thần muốn đòi lại công bằng cho đường ra, 18 năm này cũng chưa từng hối hận. Xin bệ hạ, ban cho thần tội chết. Trong điện lớn chợt yên tĩnh như chết. Bùi đại nhân, bùi đại nhân. Tiểu nội thị vui vẻ chạy tới, ghé vào bên tai bùi tiếu nói. Lão đại nhân không sao. Bùi tiếu không dám tin. Thật sao, hoàn toàn chính xác, quan thế âm Bồ Tát của ta ơi tiểu bùi ra chợt có cảm giác sống sót sau tai nạn, vội vàng móc ngân phiếu trong ngực ra nhét hết vào trong tay tiểu nội thị. Hắn đâu, bây giờ đang ở đâu? Hẳn là đã về đến nhà rồi. A-di-đà-phật. Tiểu bùi ra hai tay chắp lại bái lạy, thầm nghĩ lần này cuối cùng cũng không sao rồi, an ổn. Không đúng. Tiểu bùi ra biến sắc. Sao lại không có việc gì chứ? Sao bệ hạ lại tha cho hắn? Chuyện này không hợp lẽ thường. Tiểu bùi ra vừa biến sắc, Lục Thời đã cầm ô bước vào viện. Lục Đại đang đợi hắn dưới mái hiên. Lão gia đã về, này muốn dùng cơm trước, hay là tắm rửa trước? Tắm rửa thay quần áo trước, kêu phòng bếp hâm hai bầu rượu, ta muốn uống với ngươi một lúc. Lục Thời đưa ô cho hắn. Đúng rồi, ngươi lấy giúp ta bộ trực chết sao màu lam trong dương, ta muốn mặc. Sao mọi người tò mò thì tra hai từ này rồi vào chỗ hình ảnh xem hả chứ đùa. Tay Lục Đại cầm ô khựng lại một chút còn chưa trả lời lục thời đã đi vào trong phòng tắm rửa thay quần áo lục thời đi tới trước gương đồng phát hiện cổ áo hơi lệch lại duỗi thẳng tay xiêm y này là nàng tặng ta nàng nói ta mặc màu này nhìn trẻ tuổi nên đã mời tú nương tốt nhất phủ kim lăng phủ may cho hắn xoay người duỗi dài hai tay a à đại ngươi nhìn xem thế nào lục đại không nói lời nào chỉ gật đầu ngươi ấy lúc nào cũng không nói thật lục thời đưa tay chỉ hắn lại xoay người nhìn chính mình trong gương đồng người già vóc dáng cũng co lại xiêm y này năm đó ta mặc vừa vặn hôm nay mặc hơi lớn a à đại ngươi lại khâu giúp ta mấy mũi a à đại bất động chỉ đỏ hốc mắt lục thời đi tới trước mặt hắn đi uống với ngươi mấy chung lão ra xưa nay ngài là một người dứt khoát lục thời vỗ vỗ vai hắn lắc đầu cười nói đi a à đại đi theo ra ngoài lúc này có hạ nhân đưa rượu và thức ăn tới, lục thời ra lệnh. Bày thêm một bộ bát đũa nữa. Vâng, lão ra. Hai bộ bát đũa bày xong, hạ nhân khép cửa đi ra, lục thời kéo lục đại ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ. Bốn đĩa thức ăn, rượu là rượu gạo. Lục thời uống liền ba chung, lại ăn vài miếng, rồi để đũa xuống. Chủ tớ một hồi, ta không có gì có thể để lại cho ngươi, mấy thứ đằng sau ta đều cho ngươi. Lão ra. Lục Đại đau lòng, Lục Thời khoát tay, ý bảo hắn đừng nói gì cả. Sau khi ta chết, bệ hạ chắc chắn sẽ chôn cất ta ở gần Hoàng Lăng, cũng sẽ không để cho ta mặc bộ xiêm y này lên đường. Ngươi cởi xiêm y này ra, chôn vào trong mộ nàng, cũng coi như là thành toàn cho ta. Lục Đại không nhịn được nữa, nước mắt lại rơi xuống. Có một người, ta thấy tướng mạo rất quen, ngươi hẳn cũng có cảm giác như ta. Lục Đại đột nhiên mở to hai mắt lục thời thở dài như không thể nghe thấy không dễ dàng đâu a à đại ngươi chú ý một chút lục đại dương dương gật đầu được lục thời lấy khăn ra giúp hắn lau nước mắt sau khi nhét khăn vào tay hắn thì đi vào xương phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại kết thúc rồi cuối cùng cũng kết thúc rồi hắn lẩm bẩm một tiếng đi tới trước chậu rửa mặt dùng khăn sạch rửa mặt rửa tay dùng nước sạch súc miệng sau đó đi tới bên cửa sổ lặng lặng đứng một hồi mới thổi tắt nến, nằm lên giường, dần nhắm mắt lại. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có một bàn tay dịu dàng xoa lên chán hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một cô nương, nàng có có đôi mắt trong trẻo, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Nàng mỉm cười với hắn. Lục Đại Dũng, có đi theo ta không? Hắn nắm lấy bàn tay trên chán, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nói nhớ, nói mình rất khổ, nói 26 năm nay mỗi một sáng sớm, mỗi một buổi tối, hắn đều muốn nắm tay nàng tỉnh lại, lại nắm tay nàng đi ngủ. Đường tiểu vị, sao bây giờ nàng mới tới đón ta? Cuối cùng hắn vẫn nói câu này. Vĩnh Hòa năm thứ 17, mùng 8 tháng 8, ngự sử lục thời tím tăm lừng lẫy của Hoa Quốc qua đời trong giấc ngủ, hưởng thọ 55 tuổi. Trường 405, Trịnh Gia. Lý Đại Hiệp, Lý Đại Hiệp tiếng tiểu bùi ra kêu khiến ra đầu lý bất ngôn nổ tung. Hoàng kỳ ấy nấy gãi đầu. Ngày ấy bình thường cũng không như vậy đâu, có thể là do lo lắng cho Yến cô nương đó. Lý bất ngôn nghĩ thầm ta cảm hơn hắn, quỷ cũng bị hắn chu lên rồi. Tiểu bùi ra che dù đi vào sân, thấy Lý bất ngôn và Hoàng kỳ đều đứng ở dưới mái hiên, trong sương phòng đông tối như mực, không khỏi thấp giọng hỏi. Tam hợp nhà ta đâu, tỉnh chưa? Ra gào thêm vài tiếng nữa, nàng sẽ tỉnh thôi. Hoàng kỳ nhỏ giọng nói thầm. Cái tên khốn kiếp vô sỉ nhà ngươi, còn dám chọc ra ngươi. Bùi tiếu đá hắn một cái, Hoàng kỳ vội vàng né tránh. Lý cô nương cúi đầu với bùi tiếu, cười hì hì nói. Tiểu bùi ra, vào uống chung trà nóng đi. Cười gian xảo như thế, không gian thì ắt là trộm. Bùi tiếu chợt cảnh giác. Ngươi muốn làm gì, không làm gì cả. Lý bất ngôn bước lên nhận lấy ô trong tay hắn, lại nhếch miệng cười với hắn. Chẳng ai là tò mò sao, muốn mời tiểu bùi ra kể chuyện trong thủy tạ, tim phổi ta đang ngứa ngáy, ngồi không yên đây. Này! Lần đầu tiên phát hiện, nhà đầu này lúc cười cười rộ lên cũng khá xinh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lý bất ngôn túm lấy cánh tay bùi tiếu. Tiểu bùi ra, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào bên trong đi. Ai ra, ngươi buông tay, buông tay, đừng lôi lôi kéo kéo như thế, còn ra thể thống gì, nếu để tam hợp nhà ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm tam hợp nhà ta lúc này sẽ không nhìn thấy đâu lý bất ngôn nhảy mắt với hoàng kỳ còn thất thần làm gì mau ra tay đi hoàng kỳ bị sát khí trong mắt lý bất ngôn ép bức móng vuốt quỷ cuối cùng cũng vươn về phía chủ tử nhà mình hai người một trái một phải đỡ bùi tiếu đi vào trong đặt người ngồi ở trong ghế thai sư lý bất ngôn pha trà bưng điểm tâm hoàng kỳ lấy khăn lông nóng lau đầu ngón tay cho chủ tử được tên phá đám này hầu hạ, bùi tiếu cực kỳ hưởng thụ, nhướng mày. Nào, lấy khăn trên người ra đi. Lý bất ngôn và Hoàng Kỳ liếc nhau, thầm nghĩ đây là muốn làm gì. Bùi tiếu hừ một tiếng. Ta kể xong chuyện này, các người chắc chắn là khóc đến chết. Giọng nói ở bên ngoài, Yến Tam hợp cách một bức tường nghe thấy rất rõ ràng, chỉ là không thể nhúc nhích. Cảnh trong mơ cứ mãi không đến, nàng cảm giác mình giống như bị nhốt vào một cánh cửa, trong cửa là sương mù mờ mịt, không thể nhìn rõ cái gì, càng nguy hiểm hơn chính là nàng không thể ra ngoài được. Sao lần này lại như vậy, hoàn toàn khác với trước kia. Yến tam hợp bất đắc dĩ, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, cũng không biết ngồi bao lâu, sương mù mời dần tản đi. Một tòa nhà xuất hiện trước mặt nàng. Yến tam hợp cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, vừa muốn ngẫm lại, thân thể của nàng bay phía trên một ngôi viện nàng cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trong bụi cây ở góc tường, có hai đứa bé một nam một nữ đang trốn. Cửa vòm ngoài bụi cây, có hai người đang đứng, một nha hoàn áo xanh, một nha hoàn áo tím. Đột nhiên có một lực hút rất lớn, hút cả người nàng vào trong. Lục Yến Tam Hợp mở mắt ra, phát hiện mình bị hút vào thân thể của bé gái, hơn nữa bên tai còn có thể nghe thấy âm thanh. Thất ra lại bị mắng rồi, đây cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, một tháng một lần, chuyện này không phải đã thành thói quen rồi sao? Người nói thất ra cũng thật là, đều nói hổ phụ không khuyển tử sao, sao hắn lại khác thế, hai đứa nhỏ đều bị hắn liên lụy rồi. Sao ý nói đời trước giỏi, đời sau cũng không kém. Ít nói một hai câu đi, cho dù không được sủng ái, thì vẫn sống tốt hơn chúng ta nhiều. Làm việc, làm việc. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, bé tai xoay mặt, yến tam hợp kinh hãi nhảy dựng lên, đây là bé trai ngã vào vũng máu trong giấc mộng lần trước nàng gọi hắn là ca ca hai hắn thở dài điều tài hôm qua ta nghịch ngợm bị tổ phụ bắt gặp hải phụ thân chúng ta khổ sở rồi yến tam hợp chớp chớp mắt không biết muốn nói gì không được hắn đứng bật dậy khiến yến tam hợp cũng đứng lên theo cúi đầu mới phát hiện bàn tay đang bị hắn nắm lấy ta phải tìm tổ phụ nói lý lẽ việc này không liên quan đến phụ thân muốn mắng cứ mắng ta ngươi có đi theo ta hay không không đợi yến tam hợp trả lời hắn đã hung dữ nhìn nàng ngươi phải đi theo ta phụ thân thương ngươi như vậy yến tam hợp thuận theo gật đầu hai người ra khỏi bụi cây rón rén đi vào sân yến tam hợp không biết vì sao đột nhiên có cảm giác không tốt lắm nàng dẫy ra khỏi tay hắn hắn xoay người lặng lẽ chất vấn gì thế nàng sụ mặt hay chúng ta về đi không được về hắn nắm chặt lấy tay nàng chúng ta đã thỏa thuận có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu ai về thì ngươi đó là chó con yến tam hợp căng thẳng nói năng lộn xộn ca ca lúc nãy huynh lên tiếng rồi lời còn chưa dứt một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra ngay sau đó có một thanh đại đao trong cửa sổ bay ra không nghiêng không lệch nằm ngang trong khe hở của hai khối gạch xanh cán đao cách hai người bọn họ chỉ có ba tấc hồn phi phách tán không đợi yến tam hợp hoàn hồn đã có một giọng nói nổi giận đùng đùng quát trịnh hoài tả mang theo muội muội ngươi cút khỏi cái viện này cho ta yến tam hợp hít sâu một hơi mở mắt trong khe cửa lại truyền đến tiếng nói chuyện của bùi minh đình trong phòng tối đen như mực yến tam hợp cứ nằm thẳng tắp như vậy không nhúc nhích nhưng tim lại đập kịch liệt con trai út của trịnh lão tướng quân có một đôi huynh muội long phượng thai ca ca tên là Trịnh Hoài Tả, muội muội tên Trịnh Hoài Hiếu. Hoài Tả nhỏ hơn ta 3 tuổi, khi còn bé chúng ta từng có duyên gặp mặt vài lần. Nếu như hắn còn sống, hẳn còn thân hơn ta với Minh Đình bây giờ. Đây là lời mà một buổi tối nào đó, Tả Tam gia chính miệng nói với nàng. Vì vậy, nàng là người nhà họ Trịnh. Yến Tam Hợp bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Sao nàng lại là người của Trịnh gia chứ? Mảnh phế tích đổ nát thê lương kia, không nên là nơi nàng sống từ nhỏ. Hơn một trăm oan hồn chết thảm kia, cũng không nên là như người thân của nàng. Bộ xương mỏng manh của nàng không chịu nổi gánh nặng như vậy, sức nặng của một oan hồn cũng đủ để đè bẹp nàng nàng. Nhưng trên thực tế, nàng quả thực bật cười cười ra tiếng. Không biết có phải cười nhiều quá hay không mà chợt bịt sắc, nàng kịch liệt ho khan. Cửa bị đẩy ra, Lý bất ngôn vọt từ bên ngoài, dùng một tay sách yến tam hợp lên, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng nhưng yến tam hợp vẫn ho đến kinh thiên động địa ho đến mức trước mắt tồi tăm ho đến mức nước mắt dần chảy xuống sao thế này lý bất ngôn không đợi nàng trả lời đã đứng dậy đốt đèn đẩy tiểu bùi ra đứng ở cửa muốn vào lại không dám vào đành phải thò đầu ra ngoài rồi đóng cửa lại yến tam hợp nói không nên lời có cái gì đè ở cổ họng khiến cho nàng hít thở không thông trong lúc hoảng hốt nàng lại nghe được tiếng rúng giận kia trịnh hoài tả mang theo muội muội ngươi cút ra khỏi cái viện này cho ta mơ thấy cái gì rồi lý bất ngôn ngồi xuống bên giường một tay đặt trước ngực một tay đặt sau lưng giúp nàng thuận khí đừng nóng vội yến tam hợp ngươi đừng nóng vội chúng ta không cần vội không cần vội bên tai yến tam hợp dần dần nghe thấy giọng nói nàng nhìn chằm chằm lý bất ngôn đôi mắt chợt giấy lên ngọn lửa bất ngôn ngươi tin không? Yến Tam Hợp cầm lấy tay nàng, cầm thật chặt. Ta là người trịnh gia, trịnh gia nào, trịnh ngọc lão tướng quân. Lý bất ngôn cả kinh đến hồn phi phách tán. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 406, khách đến thăm. Tả chi phi thấy rất có lỗi với cha hắn, rượu uống được một nửa thì Chu Thanh trở về, hắn vội ném chung rượu xuống bỏ chạy. Hát xì, hát xì. Tả chi phi sờ sờ mũi, thầm nghĩ hẳn là cha mình đang tức giận mắng đây mà mắng đi chỉ cần lục thời bình an ra khỏi cung thì có đánh hắn hắn cũng thấy vui nhưng không đúng đã ép hoàng đế hạ tội kỳ chiếu rồi mà vẫn còn có thể bình an sao bằng cách nào chứ khóe mắt tạ chi phi giật giật cầm y vệ rút lui chưa vẫn chưa chu thanh điểm này không bình thường chu thanh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý đương kim bệ hạ cũng đâu phải người nhân từ Tạ Chi Phi vừa xoay cổ thả lỏng, vừa hỏi. Minh Đình đâu? Ở biệt viện. Chu Thanh nhìn Tam gia. Gia muốn đi qua đó không? Tạ Chi Phi lắc đầu. Đi qua làm cái gì vậy? Nhà đầu kia tỉnh lại, nhìn thấy bùi Minh Đình lo lắng, ít nhiều sẽ thích hắn một chút. Bảo phòng bếp nhỏ mang thêm chút đồ ăn đến, ở trong thư phòng chỉ còn rượu không thôi. Vâng. Tạ Chi Phi xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ tâm ma tính trần cuối cùng cũng kết thúc nếu cứ tiếp tục lăn qua lăn lại như vậy, hắn thật sự phải đoàn mệnh thêm mấy năm nữa mất. Ra. Giọng nói của thuận tài vang lên ở bên ngoài. Bên ngoài có một nam tử trẻ tuổi, tự xưng là đơn nhị nhất, nói tìm ra có việc. Tả chi phi nhớ mày. Tam nhị nhất, đơn nhị nhất. Còn có người tên như thế. Không biết, đuổi đi. Vâng. Phòng bếp nhỏ vừa mới được sửa chữa, tay chân rất nhanh nhẹn, chỉ một lát sau Chu Thanh đã mang theo hộp thức ăn tới. Tạ Chi Phi ngửi thấy mùi thơm, cảm giác thèm ăn lại dâng lên, vừa định cầm đũa lên, thì chợt nghe thấy tiếng Tạ Tiểu Hoa kêu như ăn cướp, càng lúc càng dồn rập. Ra, tam gia, tam gia tốt của ta. Tạ Chi Phi ném đũa xuống. Đường đường là tổng quản Tạ Phủ, hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì, cái tên mập chết tiệt này càng sống càng thụt lùi rồi. Tên mập chết tiệt xông vào, lau nước mưa trên mặt. Tam gia, đại sự không tốt, bên ngoài có người gây chuyện đã đả thương mấy hộ viện trong phủ chúng ta rồi. Hả? Tạ Chi Phi đứng bật dậy. Còn có người không sợ chết, dám đến phủ đại thần nội các gây sự, Chu Thanh. Chu Thanh đã xông ra ngoài. Tạ Chi Phi quay đầu nhìn Tạ Tiểu Hoa. Có phải là người tên Tam Nhị nhất không? Bẩm ra, chính hắn. Tạ Chi Phi không kiên nhẫn nghe tiếp, nhấc chân bước đi. Tam gia, chờ lão nô với, thân thể ra không thể dầm mưa được. Tạ Tiểu Hoa che ô cho hắn, vội vàng đi theo chủ tớ hai người còn chưa đi được bao xa đã thấy trong mưa có người gác cổng gã sai vặt chạy tới tam gia chu thanh bảo ngài mau qua đó xem thứ sao đánh không lại gọi hộ viện trong phủ lên nhanh lên Tả chi phi bước nhanh hơn gã sai vặt ở lại sờ sờ gáy một đầu sương mù nói không đánh nhau mưa rất lớn trước cửa treo hai chiếc đèn lồng đỏ dưới ánh đèn lờ mờ Tạ Chi Phi nhìn thấy có hai bóng đứng trong mưa, đang rằng co lẫn nhau. Trong đó một cái bóng là Chu Thanh, một cái bóng khác. Tả Chi Phi lạnh lẽo, tam nhất nhị đúng không, ra sẽ cho ngươi biến thành nhất nhị tam giờ. Nghe được tiếng bước chân, trong mưa hai người đồng loạt quay đầu. Tả Chi Phi vừa bảo tả tiểu hoa vén ô lên, vừa gầm. Từ tiền xông vào tạ phủ, can đảm thật, tam nhị. Bệ chiêu, sao lại là ngươi? Tả Chi Phi kinh ngạc há to miệng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ngươi còn có biệt danh là Tam nhị nhất? Đan nhị nhất là ta." Một giọng nói từ bên cạnh vang lên. Tả Chi Phi đột nhiên biến đổi. Nương nó." Giọng nói này có hóa thành cho hắn cũng nghe ra được. Là cái thẳng oắt con ngày đó ở khách trạm nói hắn và Yến Tam hợp là một đôi phu thê nhỏ, khiến hắn xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Thằng oắt kia đứng ở dưới mái hiên, mặt mày cũng không tệ lắm, rất có khí chất tao nhã lịch sự của người đọc sách. đây là đào đái khách của tả phủ các ngươi sao? ta nhổ. Đàn nhị nhất vung nắm đấm, phẫn nộ lên án tả phủ bất nhân. mưa lớn như vậy, lại từ chối chúng ta ngoài cửa, để cho nương tử nhà ta ở trong xe ngựa mắc mưa, các ngươi còn là người hay không? tả chi phi không để ý tới người này, đi lên hỏi bệ chiêu. hắn là ai? nương tử hắn là ai? sao các ngươi lại đi chung? cô ra, tiểu thư. Đầu óc tạ chi phi đảo vài vòng mới kịp phản ứng lại, người tới cửa là con gái và con rể của đường kiến khê. Ánh mắt hắn dừng ở trên người đan nhị nhất, thầm nghĩ tên nhóc ngươi cũng đủ ngốc, nếu thông báo một tiếng đường kiến khê, thì sao hắn đuổi người đi được. Tạ chi phi xài bước đi tới, ôm quyền. Thì ra là đan huynh, ngưỡng mộ đã lâu, chỉ hiểu lầm thôi, đều là lỗi của ta, mong đan huynh đệ đừng để ở trong lòng. Đan nhị nhất vẫn còn tức giận, không che không giấu. Hừ, một tiếng. Thế tử ta còn đói bụng chờ ở trong xe ngựa đấy. Tạ Chi Phi nhớ đến lời dặn dò trước khi chia tay của đường phu nhân, vội nói. Ta tổng quản, có, mau bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị cơm, chờ đã. Đan nhị nhất. Nương tử ta không ăn hành tỏi, không ăn cay, không ngửi được mùi tanh, trong canh bỏ vài giọt giấm chua, nàng gần đây thích ăn chua. Đúng rồi, nếu quý phụ có măng tươi, thì xào ba món tươi, nhớ đổ thêm dầu mè, làm thanh miệng một chút. Tả Tổng Quản ở tả phủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp vị khách nào tự yêu cầu thức ăn. Hắn liếc đan nhị nhất một cái, sau đó dặn dò gã sai vặt phía sau. Đan huynh, Tả Chi Phi khách khí nói. Đi đỡ nương tử ngươi xuống đi. Đan nhị nhất bất động, ho khan một tiếng. Chúng ta từ Am Thủy Nguyệt ra là đi thẳng đến tả phủ các ngươi. Ở trong kinh cũng không có nơi đặt chân thì ra là muốn tá túc, cũng không phải chuyện lớn gì. Ta tổng quản, cho người quét dọn khách viện một chút. Chờ đá, gối đầu không thể quá cứng, trên chăn phải sông hương, còn phải chuẩn bị một thùng nước nóng, nương tử ta mỗi ngày đều phải tắm rửa. Cái kia, đan nhị nhất, viện phải hướng nam, đừng để đồ lung tung, mấy cái đó chiêu âm khí, sẽ làm nương tử ta kinh hãi. Người này là gì của tam gia thế? Coi tạ phủ là nhà họ hả? có từng nghe bốn chữ khách tùy chủ chỉ chưa? Tả tiểu hoa ai oán nhìn tam gia một cái, tam gia không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này. Nương tử hắn mang thai, cứ làm theo yêu cầu của đan huynh đi. Vâng. Đan nhị nhất vừa thấy yêu cầu của mình đã thỏa mãn, biến, cười híp mắt nói với tả chi phi. Tả huynh, giúp một việc, đến che dù cho nương tử ta đi. Tả chi phi. Nhanh lên, dù của ngươi to. Tinh khí tạ chi phi dù có tốt đến đâu, cũng không khỏi biến sắc. Hắn cố đè nén câu mắng trời gần như muốn thốt ra xuống, đưa ô trong tay tạ tiểu hoa cho bệ chiêu. Bệ chiêu và đan nhị nhất đi tới trước xe ngựa, một người đem ô lại gần, một người nhấc rèm xe, đưa tay vào. Trong bóng tối, nữ tử áo đỏ rẫm lên ghế thấp đi xuống. Sau khi đứng lại, nàng cười ngọt ngào với đan nhị nhất, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tạ chi phi đang đứng chắp tay sau cửa. Tạ Chi Phi theo bản năng lui về phía sau một bước, biến sắc. Trường 407, Minh Nguyệt. Đây là một khuôn mặt cực kỳ anh khí. Hai hàng lông mày kiếm vừa dày vừa đen, cao cao nhếch lên, sống mũi cao ngất, cằm hơi nhếch lên. Tóc người này trải thành đầu phụ nhân, giữa chán còn có mỹ nhân tiêm sao. Sao em cha di di ạ, đại khái là mép tóc ngay giữa chán dài xuống một tí hơi giống chữ M và đối xứng hai bên. Khi xem tướng, ông cha ta đã đúc kết rằng, những người có tướng. Mỹ nhân tiêm. Rất khéo léo, ăn nói duyên dáng, hài hước, dí dỏm và có duyên ngầm nên dễ được người khác giới chú ý, được rất nhiều người theo đuổi chật, này em cũng có ha. Tả chi phi dầm mưa, vội đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt cô nương kia, nhìn chằm chằm khuôn mặt này không chớp mắt. Bỗng nhiên, thầm hắn cảm thấy thật vi diệu. Sự vi diệu này rất kỳ quái, rất thấp thỏm, rất không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc Đường Minh Nguyệt ngẩng đầu, hắn chợt nhìn thấy một nam nhân tuấn lãng cao lớn đang đứng ở dưới đèn lồng, không ngờ chỉ trong nháy mắt, người này đã ở gần ngay trước mắt. Nhìn gần, càng kinh hãi. Không chỉ dáng dấp tốt, hơn nữa khí độ còn xuất chúng. Đường Minh Nguyệt không khỏi nhìn hắn cười nói, "Là Tả Phù Tam gia phải không? Ta từng nghe bệ thúc nhắc đến ngươi, hắn khen ngươi là con cái thế gia hiếm có." Chu Thành trong cửa vừa nghe lời này, không khỏi quét mắt nhìn đường minh nguyệt một cái. Đường đại tiểu thư này miệng quả nhiên rất ngọt, công phu trên mặt cũng rất tốt. Cái tên họ bể chẳng nói qua ba câu kia mà khen ra nhà ta, nằm mơ hả? Ấy, sao ra lại không nhúc nhích thế? Lúc này, tất cả mọi người phát hiện tả tam ra giống như một tên hái hoa tặc, đang nhìn chầm chầm nữ tử người ta. Chu Thanh, ra nhìn cái gì thế? Tả tiểu hoa cô nương này đâu có đẹp bằng yến cô nương. Đan nhị nhất, xem đi, nhìn mới biết được nương tử ta là đẹp nhất trên đời phải không? Nếu là người khác nhìn chằm chằm nàng như vậy, đường minh nguyệt sớm đã nổi giận rồi, nhưng vị trước mắt này. Cũng không biết có phải do tướng mạo quá đẹp hay không, đường minh nguyệt không chỉ không tức giận, còn cảm thấy đôi mắt này rất thân thiết. Tam gia thân phận quý trọng, đừng để dầm mưa. Ồ, tạ chi phi đáp một tiếng, ánh mắt không rời đi, chỉ bước lui về phía sau nửa bước. Vào trong nào, vào trong nào. Cây dù đan nhị nhất đưa xuống, chặn tầm mắt tạ chi phi. Nương tử ta có đẹp, thì ngươi cũng không thể nhìn như vậy, coi phu quân ta không tồn tại sao. Nước mưa trên mặt dù có mấy giọt rơi trên mặt tả chi phi. Hắn chợt hoàn hồn, cũng không vội vã đi theo, mà là lại nhìn chằm chằm bóng lưng đường minh nguyệt hồi lâu, mới cất bước. Tả tiểu hoa che dù đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Ra nhìn gì thế, không có gì. Tạ Chi Phi thuận miệng đáp một câu, chợt chạy nhanh vài bước, đuổi theo đường Minh Nguyệt. Đường tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi, tam gia che dù đi, cẩn thận sinh bệnh. Đường Minh Nguyệt nhìn bệ chiêu phía sau, bệ chiêu không nói tiếng nào đưa ô qua. Tạ Chi Phi nhận lấy. Nếu ta nhớ không lầm, thì chắc là 17. Đường Minh Nguyệt cười nói. Đúng là 17, sinh nhật là ngày nào ta nói này tả tam gia. Đan nhị nhất bước đến giữa hai người. Ngươi muốn biết sinh nhật nương tử ta làm gì? Đường Minh Nguyệt giật giật tay áo nam nhân nhà mình. Đan nhị nhất cái khác đều có thể nhịn, có người nhìn trộm nương tử hắn nhịn không được, tuổi thân nói. Nào có vừa gặp mặt đã hỏi sinh nhật người ta, không có đạo lý này. Quả thật không có đạo lý này. Thầm đường Minh Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn? Không đời nào. Tam gia người ta không chỉ có dáng vẻ bên ngoài là nhân tài lễ độ, gia thế cũng rất tốt, là lang quân như ý trong cảm nhận của bao nhiêu nữ tử khuê phòng. Lúc đường Minh Nguyệt thầm nghĩ tới những thứ này, tả ta Tam gia mở miệng. Xin lỗi, đường cô nương, là ta đường đột. Hắn dừng bước. Tà tiểu hoa, ra, đường cô nương là khách của ta, giúp ta chăm sóc tốt. Tạ chi phi nhét ô vào lòng bệ chiêu. Đường cô nương, ta còn có việc, lát nữa đến tìm nàng đường minh nguyệt thấy hắn dầm mưa, bước vào trong bóng đêm, oán giận đầy tay nam nhân. Đều tại chàng, nói lung tung, ta có nói sai đâu, chàng sai rồi, sai chỗ nào, không nên dùng ngữ khí như thế với người khác, ngữ khí của ta rất tốt mà, tốt chỗ nào, chỗ nào cũng tốt, ta nhổ, minh nguyệt, đừng gọi ta, nguyệt nguyệt, tránh xa ta ra. Được được được, ta sai rồi, nàng đừng giận, coi chừng động thai khí, ta lần sau sẽ chú ý hơn. Chỉ là, thật sự không có ai vừa gặp mặt đã hỏi. Đan nhị nhất, được rồi ta câm miệng, nương tử, nàng cẩn thận dưới chân. Tạ chi phi đi vừa vội vừa nhanh, giống như ở phía sau có một lệ quỷ đang đuổi theo hắn vậy. Chu Thanh cảm thấy ra nhà mình rất khác thường, không dám để hắn đi một mình, bèn chạy theo. Nào biết, đi được nửa đường tạ chi phi đột nhiên dừng bước, xoay người một cái. Chu Thanh suýt nữa thì phanh không kịp. Ra, Chu Thanh. Tạ Chi Phi ngừng một hồi. Ngươi còn nhớ dáng vẻ khi còn bé của ngươi không? Câu hỏi này không đầu không đuôi, Chu Thanh không khỏi ngẩn ra. Dáng vẻ bây giờ của ngươi có giống hồi bé không? Hả, có ai trông giống ngươi hồi nhỏ không? Cái gì? Huyệt Thái Dương Tạ Chi Phi nghỉ dựng lên. Quên đi, ta nói với tên ngốc ngươi làm gì? Chu Thanh, ra đang hỏi cái gì vậy? Trở lại trong viện, đồ ăn trên bàn đã lạnh, cũng không còn thèm ăn nữa. Nước nóng trong phòng đã chuẩn bị xong, tạ chi phi cởi quần áo trên người, ngồi xuống. Hơi nóng dần bốc lên, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ. 9 năm, hắn trở thành tả tam gia suốt 9 năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng biết bao, nhưng có dài hơn nữa thì hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ khi là trịnh hoài tả của hắn trước kia. Cũng anh khí như vậy, cũng là hai hàng lông mày kiếm vừa dày vừa đen, hơi nhếch lên cũng có mỹ nhân tiêm như thế cha bọn họ nói con và muội muội không giống nhau chút nào không giống chỗ nào con là nam sao lại có mỹ nhân tiêm muội muội là nữ sao lại không có một viên hạt rẻ gõ lên chán con nít thì biết cái gì song sinh có người lớn lên giống nhau cũng có người lớn lên không giống, người giống ta, mụi mụi ngươi giống ta muội muội ngươi giống nương ngươi hèn gì muội muội lại đẹp hơn con lại bị ném một viên hạt rẻ Ý của ngươi là nói cha ngươi xấu? Cha tự nói mà, tiểu tử thối, cút về đây cho ta. Chân chạy càng nhanh hơn thỏ. Đang chạy, hắn lại nghĩ không đúng, nương có mỹ nhân tiêm mà, hắn hẳn là giống nương. Hai, kệ đi, dù sao cũng là người một nhà cả. Thật kỳ quái, sao lại có một khuôn mặt giống ta trước kia như thế, giống như ta nhìn thấy dáng vẻ lúc lớn của mình vậy. Tả Chi Phi hụp xuống thùng gỗ, nước không quá đỉnh đầu. Trùng hợp, chắc là trùng hợp. Ra. Bên ngoài vang lên giọng nói chu thanh. Tả chi phi ngồi bật dậy, lắc lắc mái tóc ẩm ướt. Vào nói chuyện. Chu thanh đi tới, ghé vào bên tai tam gia thấp giọng nói. Vừa rồi có nhóc ăn mày tới đưa tin, trên cửa lục phủ treo cờ tang. Tả chi phi tim đập thình thịch. Ai qua đời rồi? Trường 408, dạ hội. Lời này vừa hỏi, tả chi phi bỗng muốn tát mình một cái chủ tử qua đời mới có thể treo cờ tang trước cửa phủ, lục phủ chỉ có một chủ tử. Sắc mặt tạ chi phi lập tức trở nên cực kỳ khó coi, người hai canh giờ trước còn đứng ở trước mặt hắn, giờ đã đi rồi. Đi như thế nào, không biết, lập tức phái người đi hỏi thăm, tìm lục đại, hắn chắc chắn biết rõ. Vâng, chờ đã. Tạ chi phi bình tĩnh. Đưa tin cho bên kia biệt viện, thuận tiện xem Yến cô nương thế nào rồi. Vâng. Chu Thanh rời đi, Tạ Chi Phi làm gì còn tâm tư tắm rửa, tắm qua rồi mặc áo lót liền ra khỏi tịnh phòng. Tiểu Hồng và Lục Y cầm siêm y chờ ở bên ngoài, thấy ra đi ra, vội tiến lên hầu hạ. Bởi vì nhiều năm luyện võ, dáng người nam nhân rất xuất chúng, nhất là lúc mặc áo ngắn, nhìn hai chân rất dài. Tiểu Hồng lớn từng này tuổi, lần đầu tiên cách nam nhân gần như vậy, hơn nữa còn là nam nhân tuấn tú, trong lòng không khỏi rung động, hồn muốn bay đi, ánh mắt si ngốc quấn quyết nhìn hắn. Tả Chi Phi đang lo lắng, trong lòng sốt ruột, đang muốn hai nha hoàn nhanh lên thì phát hiện người trước mặt không có động tính, cúi đầu nhìn thì chợt lạnh mặt. Đi ra ngoài. Tả Tam ra quát to một tiếng, hai nha hoàn sợ tới mức vội vàng buông đồ trong tay xuống, cúi đầu vội vàng rời đi. Đúng lúc Tả Tổng quản đi tới, liếc mắt đã vẻ tức giận trên mặt Tam gia, lại liếc hai nha hoàn hầu hạ hắn thì đã hiểu hết. Tam gia lão nô hầu hạ người. Lúc này sắc mặt Tả Chi Phi mới dịu đi. Nói đi, có chuyện gì? Đường cô nương mời Tam gia qua đó một chuyến. Vốn muốn đi qua đó một chuyến, nhưng bây giờ lão ngựa sử đi rồi, ta phải ra ngoài một chuyến. Người bảo nàng nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta sẽ nói chuyện với nàng. Tả Chi Phi thúc giục, nhanh chân lên, ta đang còn phải ra ngoài. Tả tổng quản vừa nghe là lão ngựa sử, nào dám chậm trễ? vội mặc đồ chải tóc cho tam gia, rồi buộc lên. Vừa xong thì Chu Thanh vừa đi đã trở về. "Ra, Yến cô nương mời ngài qua đó một chuyến." Tả Chi Phi thầm kinh ngạc, sao nàng tỉnh lại nhanh như vậy? "Nàng có nói chuyện gì không?" "Nói là có chuyện quan trọng, mời gì dù thế nào." Lập tức chuẩn bị xe. "Vâng." Tả Chi Phi vỗ vỗ vai Tả tổng quản, xài bước rời đi. Tả Tiểu Hoa nhìn bóng lưng tam gia, híp mắt cười vẫn là yến cô nương có tác dụng rất nhanh tạ chi phi đã đến biệt viện thang viên một tay che dù một tay sách đèn lồng chờ ở cửa thấy tam ra từ trên xe ngựa xuống thì vội vàng ra nguyên đón tạ chi phi hỏi người đang ở thư phòng hay ở phòng khách ở phòng khách đi thôi trong phòng khách tất cả mọi người đều ở đây sắc mặt ai nấy đều khó coi giống tạ chi phi nhìn như quả cả tím yến tam hợp thấy hắn đến chỉ vào tờ giấy trên bàn tam gia mau tới xem đi. Tạ Chi Phi cầm tờ giấy lên, ánh mắt quét qua khuôn mặt tái nhợt đến dọa người của nha đầu kia, không khỏi hỏi một câu. Ngươi có chỗ nào không khỏe sao? Yến Tam hợp lắc đầu. Ngươi đọc thư trước đi. Tạ Chi Phi mở tờ giấy ra, nhìn lướt qua, hơi thất thần ngã xuống ghế. Hơn nửa khắc trước, ta và Yến Tam hợp đang nói chuyện, bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên, rồi thứ này bị bắn vào. Tiểu Bùi ra bắt đầu rủ gì nói. Ta và Yến Tam hợp thương lượng, quyết định lập tức thông báo cho ngươi, nào biết trên đường vừa vặn gặp được người của ngươi. Hai, thì ra ngươi luôn thả người ở bốn phía lục ra à? Thả mấy tên ăn mày. Tả Chi Phi mở thư ra lần nữa, trên thư chỉ có bốn chữ, mỉm cười rời đi. Vậy có nghĩa là cái chết của lục thời, là thọ chung chính tầm. Tả Chi Phi thở dài. Ta vừa nhận được tin tức, còn cố ý bảo Chu Thanh tìm lục đại hỏi thăm, chỉ sợ có chuyện gì ngoài ý muốn thư này là lục đại đưa tới, hoàng đế tha cho hắn. Yến Tam hợp lần nữa nhìn bức thư. Đây cũng điều mà lão đại nhân đã tính trước. Tạ Chi Phi nhìn Yến Tam hợp. Vì sao lại nói như vậy? Ta nghĩ, đại khái bởi vì hắn là lục thời. Yến Tam hợp đặt thư lên ngọn nến, rất nhanh đã cháy thành một đám cho, nàng đón ánh mắt mọi người, nhẹ giọng nói. Lục thời là ngự sử, nhiệm vụ của ngự sử là dẹp loạn, nghiêm như hiền, Lý Hưng đều ngã ngựa, chứng cứ thật cũng rõ rành rành, hắn dùng dương mưu, không có ai bắt lỗi được hắn. Quan trọng nhất, hắn là quan tốt được bách tính kính yêu ở Hoa Quốc, nếu hắn chết thảm thì sẽ không ngăn được miệng lưỡi thế gian. Hoàng đế hơn phân nửa là bởi vì điểm này, cho nên mới tha cho hắn. Mà chính lục thời cũng nói, hắn đang dựa vào một hơi thở để sống. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, hơi thở này không còn nữa, mỉm cười ra đi là sự nhân từ lớn nhất mà ông trời dành cho hắn. Trong phòng yên tĩnh lại, không có ai mở miệng nói chuyện, đều cảm thấy trong lòng rất khó chịu, lại dường như thấy vui cho hắn. Đó là một kết thúc tốt đẹp. Thứ duy nhất không tốt là nó quá đột ngột. Yên tĩnh một hồi, tạ chi phi nói. Tin tức này hẳn đã đưa vào trong cung, sau này sẽ như thế nào, chúng ta cũng không cần hỏi nữa. Hắn bảo lục đại đưa bốn chữ này đến, cũng có ý là để chúng ta đừng hỏi thăm. Tam gia, tiểu bùi gia. Ánh mắt Yến Tam hợp lướt qua trên mặt hai người tâm ma của tĩnh trần đã hoàn toàn kết thúc, chuyện này bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không được nhắc tới với ai, nuốt hết vào bụng đi. Chờ đã, tạ chi phi lên tiếng ngắt lời nàng. Việc này còn có một cái đuôi, cái đuôi gì, đường minh nguyệt tìm tới cửa, lúc này ta đã sắp xếp nàng ở lại tạ phủ. Ta còn chưa nói chuyện với nàng, nhưng đoán chừng là đến vị yến tam hợp ngươi. Ta gặp nàng cũng không có bất ý nghĩa gì, chuyện này quá phức tạp, nói cho nàng biết không tốt chút nào nàng cũng không cần cảm ơn ta, hết thảy đều là giao dịch làm ăn thôi. Yến Tam hợp bởi vì ho khan nên giọng nói hơi trầm. Tả Chi Phi nhịn không được nhìn nàng một cái, cứ cảm thấy sắc mặt nàng tai quá. Làm phiền Tam gia truyền lời cho nàng thay ta, quan tài khép lại, tâm ma đã xong, hết thảy đã lắng xuống, nàng vẫn nên trở về núi Mộc Lê dưỡng thai đi. Vậy không được, có một số việc ta còn chưa hỏi rõ ràng, sao có thể thả nàng về nhanh như vậy được? tạ chi phi thầm nghĩ như vậy ngoài miệng lại nói được để ta nói với nàng nhưng nếu nàng không chấp nhận ngươi ngươi nghĩ cách ngăn giúp ta yến tam hợp lúc này nào có tâm tư gặp người nào trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện ngày mai ngươi đưa hồ sơ vụ án trịnh ra cho ta ngáp sẽ lây nhiễm tạ chi phi vừa há miệng ra một nửa đã bị dọa ngậm lại ngươi không đợi hai ngày đã sao không cần trì hoãn yến tam hợp đứng lên đi tới trước ngưỡng cửa giọng nói rất nhẹ, lại rất kiên định. Sức khỏe ta chưa bao giờ tốt đến vậy. Vì ta đã tìm thấy nguồn gốc của mình rồi. Chuyện quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi phun. Chuyện D. Trường 409, mất ngủ. Một người khi tìm được gốc rễ của mình, thì giống như có được một hơi thở. Chỉ cần hơi thở này còn thì Yến Tam Hợp cảm thấy sức mạnh trên người mình dùng bao nhiêu cũng không hết cả. Đến ngủ cũng không cần ngủ nàng dán lên người Lý Bất Ngôn, đưa tay gãi gãi thắt lưng nàng. Bất Ngôn, nói chuyện với ta đi, tiểu thư của ta ơi. Lý Bất Ngôn cố gắng chống đỡ tinh thần một chút. Từ sáng đến tối mệt mỏi cả ngày, hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm, chỉ hai canh giờ nữa là trời đã sáng rồi, ngày mai nói được không? Nhưng trong lòng ta có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói. Ta là người nhà họ Trịnh. Trịnh gia ở Vĩnh Hòa 8 năm trước bị người ta giết sạch chỉ có mình ta sống sót. Làm sao ta sống sót được? Từng câu hỏi dâng lên trong lòng, càng hiện lên rõ ràng trong đầu, Yến Tam hợp chợt giật mình ngồi dậy. Lý bất ngôn giữ chặt nàng, cũng ngồi dậy theo. Yến Tam hợp, giọng nàng lộ vẻ mệt mỏi. Có nói hay không, ta luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi không thể gấp, ngươi phải bình tĩnh lại, ta không bình tĩnh được. Yến Tam Hợp chỉ cần nghĩ đến mình là người trịnh gia, đã cảm thấy máu cả người đều bốc cháy ngươi ngủ trước đi ta đến thư phòng ngồi một lát lý bất ngôn yên lặng nhìn cô thỏa hiệp vậy ngươi đừng ngồi lâu quá về sớm một chút được yến tam đứng dậy ngây ngốc một hồi lại ngồi xuống bên giường bất ngôn ta muốn ở lại kinh thành để giải hết những bí ẩn này vậy thì mua tòa nhà này đi lý bất ngôn vừa ngáp một cái vừa ngả người ra sau kinh thành là gốc rễ của ngươi chúng ta cứ cắm rễ xuống trước đã trong một viện khác, Tiểu Bùi ra một chân đè chăn, một mắt nhắm lại, một mắt liều mạng chống đỡ, hữu khí vô lực nói: "Tà ngũ thập, tà tam gia, tà tổ tông, ngươi có thể ngủ đi hay không?" "Không thể." Tả Chi Phi ở sau giường dùng chân đá đá hắn. "Nói chuyện với ta một lát, huynh đệ, ngươi làm khó ta rồi." Tiểu Bùi ra trùng chăn lên đầu. "Như vậy đi, ngươi coi như ta đã chết, Bùi Minh Đình, ngươi chết biến thành quỷ, cũng phải nói chuyện với ta." Tả Chi Phi lại đá một cái, cơ thể đột nhiên giật này, đôi mắt yên lặng nhìn người phía sau chân mình. Tả Chi Phi bị hắn nhìn đến sừng sốt. Ngươi làm gì vậy? Gì? Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ở trong phòng bao, Yến Tam hợp bảo ngươi véo nàng một cái, sao ngươi lại tự tát mình? Trước chuyện nhỏ này mà hắn cũng còn nhớ rõ nữa. Tả Chi Phi cười gần. Ta véo nàng, véo ở đâu? Véo nhẹ nàng không có cảm giác. Véo nặng, ngươi có đau lòng không? Ai? ta còn tưởng ngươi không đành lòng chứ, cơ thể lại ngã xuống. Ta không đành lòng giúp ngươi, ta tất nhiên là không đành rồi, nàng da mịn thịt mềm, làm sao chống lại loại người thô lỗ như ngươi. Giọng tiểu bùi ra càng ngày càng thấp. Ngũ thập, ngươi nói ta vây quanh nàng như vậy, nàng có rung động với ta không nhỉ? Ừ, ta cũng cảm thấy có, ánh mặt nàng nhìn ta bây giờ khác trước rồi, tâm ma tĩnh trần giải xong, ta phải thêm chút sức lực, chỉ là cái tên phá đám lý bất ngôn kia chướng mắt quá nương nó ta tới đây nghe ngươi làm nhảm sao tả chi phi dứt khoát đứng dậy khoác áo đi ra khỏi phòng nước mưa chảy xuống theo mái hiên không giống nhỏ trên mặt đất mà giống như nhỏ vào trong đầu của hắn hiện ra gương mặt của yến tam hợp dần dần khuôn mặt kia lại biến thành đường minh nguyệt ra chu thanh nghe được động tính thì khoác xiêm y đi ra rụi rụi mắt sao còn chưa ngủ tả chi phi quay đầu nhìn hắn một cái trong lòng lập tức có quyết định nếu đã tỉnh lại thì hồi phụ đi lúc này chu thanh nhìn sắc trời vẫn còn tối đen không đúng trong viện bên cạnh còn sáng yến cô nương còn chưa ngủ ta đi nói với nàng một tiếng không cần ta tự đi tả chi phi cầm lấy ô dưới mái hiên đi ra khỏi viện nhẹ nhàng đẩy cửa viện bên cạnh cánh cửa mở ra yến tam hợp nhíu mày đã trễ thế này ai còn vào trong viện của nàng là ta yến tam hợp người nọ đứng dưới cửa sổ nói chuyện, Yến Tam Hợp đi qua, nâng cửa sổ lên, đầu tiên là nhìn thấy một cái ô giấy dầu màu đen, ô nhấc lên, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Không thể không thừa nhận, tướng mạo người này thật sự rất tốt. Đã chế thế này, sao Tam gia còn chưa ngủ, còn ngươi? Hắn hỏi ngược lại, Yến Tam Hợp rời mắt. Đang suy nghĩ một ít chuyện, chuyện gì, trịnh gia? Khóe miệng tả chi phi cong lên, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười. Vụ án vẫn ở đó, sớm một ngày, muộn một ngày, nó đều chạy không thoát được. Sao tam gia lại không vội, gấp, nhưng cũng biết giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt, đừng tưởng rằng ngươi được làm bằng sắt. Tả chi phi nhìn tơ máu dưới mắt nàng. Nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe, hai ngày sau ta tới tìm nàng, đến lúc đó sẽ mang hồ sơ vụ án đến. Thời gian hai ngày, cũng đủ hắn tìm hiểu được sinh nhật của đường Minh Nguyệt, cũng thuận tiện tìm hiểu còn người nàng. Nếu như không có tình huống gì đặc biệt thì cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Ngồi đơ cả nửa ngày, Yến Tam Hợp đã bình tĩnh trở lại. Lý Bất ngôn và hắn đều nói không sai. Vụ án ở đó, nhiều năm như vậy cũng đã chờ được rồi, nàng còn phải làm công tác chuẩn bị nữa. Đầu tiên, nàng còn phải đến Am Thùy Nguyệt một chuyến, để gặp một người, làm một chuyện. Tiếp theo, còn phải gặp Hàn Hú một lần, nhờ hắn hỏi thăm chuyện trịnh ra. Cuối cùng, nàng sẽ đến nhìn lại đống đổ nát đó một lần nữa. Bởi vì suy nghĩ, ánh mắt Yến Tam hợp chợt trống rỗng, đôi môi khép chặt, làn da vẫn tái nhợt như vậy, lộ ra sự yếu đuối hiếm có. Không có anh khí, không có lông mày kiếm, không có mũi nhọn xinh đẹp. Tả Chi Phi dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt này, đồng thời cẩn thận nhớ lại diện mạo của phụ mẫu mình ngoại trừ tiếng mưa rơi, trời đất bây giờ cực kỳ yên tĩnh, giống như chỉ còn lại hai người bọn họ. Một người đứng bên trong cửa sổ, một người đứng bên ngoài cửa sổ. Đều có tâm sự riêng. Yến Tam hợp hoàn hồn, thấy nam nhân nhìn mình chằm chằm. Tam gia đang nhìn cái gì thế? Lời nói chưa qua đầu óc. Nhìn ngươi. Yến Tam hợp chẳng thể ngờ tới, hắn sẽ nói thẳng như thế. Nhìn ta làm gì, đang suy nghĩ. Tả chi phi ngươi giống ngương nhiều hơn, hay giống cha nhiều hơn, ta cũng muốn biết. Yến Tam Hợp không thích bị người khác hỏi về quá khứ. Tam gia có phải suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Tạ Chi Phi chợt cười. Yến Tam Hợp, trên đời này có mấy đôi tình nhân, giống như lục thời và đường chi vị. Hỏi cái này làm gì? Cứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác như nghe xong một vở kịch, nghe rồi vẫn thấy không đủ, nhưng lại chẳng thế quên được. Giọng hắn rất thấp, bị tiếng mưa che khuất, nghe có vẻ rất bi thương tả chi phi như vậy yến tam hợp chống đỡ không nổi mỗi người đều có số mệnh rất nhiều chuyện không thể nghĩ kỹ nghĩ kỹ lòng sẽ lạnh đi tam gia vẫn nên thoát vai đi thì hơn còn người thì sao đã thoát vai chưa tả chi phi nâng ô lên như cười như không nói đêm hôm khuya khoát không ngủ chỉ vì một trịnh ra sao đúng yến tam hợp đóng cửa sổ lại lại tới trêu chọc nàng hừ Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 410, tránh đi. Tả chi phi về đến nhà, trời vẫn còn tối, thật sự là không chịu nổi nữa, vừa nằm lên giường đã ngủ đến mê mang. Khi mở mắt ra, trời đã sáng trưng Mưa đã tạnh rồi. Tả chi phi nghĩ nữ nhân có thai chắc không dậy sớm đâu nên lười biếng trên giường một hồi, mới ho một tiếng. Chu Thành bưng chậu rửa mặt đi vào. Nói với tà tiểu hoa, hai nhà hoàn kia, gia, tạ tổng quản sáng sớm đã nói, hôm qua đã nói với hai nha hoàn kia rồi, gia cứ sai khiến thử. nếu như gia còn không hài lòng, hắn sẽ nghĩ cách đưa người đi. hoa nhi gần đây chi kỳ quá, gia lát nữa muốn thưởng cho hắn. Chu thành vừa nghe lời này, thì biết tâm trạng gia hôm nay không tệ. tâm trạng tả chi phi không tệ. cái chết của lục thời tuy rằng đột ngột, nhưng cũng đã xong hết mọi chuyện, hắn giải thoát, hoàng đế giải thoát, mấy người bọn họ cũng không cần sầu nữa về phần đường minh nguyệt trên đời này nhiều người giống nhau hẳn là trùng hợp thôi cha ta đâu lên chiều trưa đi từ sớm rồi đoán chừng chuyện của lão ngựa sử văn võ bá quan lúc này cũng đều biết cả rồi tạ chi phi đứng dậy khỏi giường cười gần một tiếng từ nay về sau ai cũng có thể ngủ yên rồi chu thành không dám tiếp lời này chỉ cúi thấp đầu hôm nay binh mã ti tuần phố trọng điểm ở gần lục phủ hẳn là sẽ có dân chúng tự phát đi phúng viếng, tiến lão ngựa sử đoạn đường cuối cùng, đừng để gây loạn gì. Ra yên tâm, ta sẽ điều nhân thủ Đông Thành, Nam Thành tới. Tả Chi Phi gật đầu, đi tới trước chậu rửa mặt, xoay người lại. Phía bên sướng Xuân Viên, người nói với các huynh đệ, từ nay về sau có tam gia che chở, âm thầm giúp đỡ nhiều một chút, đợi có dịp tam gia mời bọn họ uống rượu hoa. Vâng. Chu Thanh không cần hỏi nhiều, cũng biết ra là muốn nhân cơ hội lung lạc trình phù giao. Tuy rằng sướng Xuân Viên ở thành tứ cửu là lầu kịch, chẳng thể xếp vào cái gì, nhưng là một nơi rồng rắn hỗn tạp, hạng người gì cũng có. Nơi này, thích hợp nhất để tìm hiểu tin tức. Ra, không còn sớm nữa, nên đến nhà môn rồi. Ngươi đi trước thay ta một lát, ra thì sao? Tạ chi phi dùng khăn mặt lau mặt. Ra còn có việc. Hơn nữa còn là đại sự đại sứ tất nhiên là đi gặp đường minh nguyệt, lấy được sinh thần bát tự của nàng. Nhưng tam gia không vội, hắn phải nghĩ cách ngăn cản thằng nhãi kia líu díu trước đã. Loại chuyện như này, tả tiểu hoa giỏi nhất. Tả chi phi vừa nói xong, tả tiểu hoa kinh ngạc đến sợ hãi. Đường tiểu thư kia chính là nữ nhân có trượng phu, đừng nói tách trượng phu người ta ra, dù là khởi một ý xấu thôi cũng đã tội đáng muôn chết rồi. Chẳng lẽ, khẩu vị thằng nhóc nhà hắn từ bà Đồng, đổi thành người nữ nhân đã có trưởng phu. Không đến mức đó đó. Hôm qua Yến cô nương vừa gọi một cái, thằng nhóc đã vội rời đi mà. Dạ à. Tả tiểu hoa bỗng nhiên khuyên bảo hắn một hồi. Trên đời này nữ nhân có ngàn vạn, này đừng có nghĩ không thông như thế, tả phủ chúng ta là gia đình thư lễ, không nên làm ra chuyện xúc sinh. Tả chi phi, tả tiểu hoa thấy mặt tam gia không thay đổi, trong lòng run lên, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự có ý gì? Tạ tiểu hoa, hả, ngươi cũng không cần đến trang viên gánh phân nữa, trực tiếp nhảy vào luôn đi. Tạ chi phi bỏ lại một câu, rồi phất tay áo bỏ đi, để lại một mình tạ tiểu hoa tuổi thân bĩu môi. Đầu năm nay, trung ngôn nghịch nghĩ, trung phó khó làm sao. Ngôn tình tổng tài, sao lời thật mấy lòng, người hầu trung thành khó làm. Khó làm, cũng phải làm. Tạ tiểu hoa hít sâu một hơi, anh dũng hy sinh đi về phía khách viện. Ai bảo đây là thằng nhóc hắn bế từ nhỏ đến lớn chứ? Trong thời gian chờ đợi, tạ chi phi đến viện lão phu nhân trước. Mấy ngày nay vì chuyện của lão ngựa sử đi sớm về khuya, đã nhiều ngày rồi không nói chuyện với lão phu nhân, nếu không đi, lão phu nhân sẽ mắng hắn là tiểu súc sinh không có tổ tông mất. Lão phu nhân vừa thấy cháu trai đến thì mừng rỡ, vội vàng lệnh phòng bếp đưa thêm chút đồ cháu trai thích ăn đến. Ăn điểm tâm với lão phu nhân xong, nghe bà lại nhảy một hồi lâu, Tạ Chi Phi mới đến viện Chi Xuân. Hắn đứng ở cửa viện, vẫn không đi vào thăm Ngô Thị. Nếu đã cố ý ghẻ lạnh mẫu thân, thì vậy dứt khoát ghẻ lạnh đến cùng, đến mức cho nàng đau lòng và tỉnh ngộ, như thế mới là tốt cho nàng. Nếu không thì là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Quay người lại, thấy đại tẩu Chu Thị mang theo vú già vội vàng đi đến. Đến gần, tạ Chi Phi mới phát hiện tẩu tẩu đã có hơi gầy đi, gương mặt mệt mỏi, hẳn là vì chuyện của nhà ngoại. Chu thị là tới thỉnh an nương chồng, cấm túc thì cấm túc, nhưng quy củ vẫn phải làm theo. Hai người gặp nhau, Chu thị nhìn viện chi xuân, tam đệ không vào sao, không được. Tả chi phi nhìn ánh mắt Chu thị. Đại tẩu cẩn thận sức khỏe, đừng lao lực quá, phải chú ý đến bản thân. Chu thị chợt cảm động. Mấy ngày nay, chuyện bên ngoài, chuyện trong phủ, hơn nữa lễ Tết Trung Thu, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Không ai nhìn thấy nàng mệt mỏi, cho dù là người bên gối. Chỉ có lão tam trước mắt, lần nào thấy sắc mặt nàng không tốt, lần nào cũng quan tâm dặn dò một câu. Trên đời này, chỉ có thật lòng, mới có thể đổi lấy thật lòng. Chu Thị cười nói. Đệ cũng tự giữ gìn sức khỏe, gần đây có hơi gầy rồi, đợi lát nữa ta bảo phòng bếp nhỏ hầm cho ngươi ít. Đừng nữa. Tạ chi phi ghét nhất là ba thứ thuốc bổ ngấy ngấy. Đệ người thôi đã muốn ói. Đệ ấy. Chu Thị trừng hắn một cái. Bên yến cô nương thế nào rồi? Gần đây ta bận rộn, không có thời gian qua thăm nàng, sắp đến trung thu, nàng một mình lẻ loi ăn Tết, thật đáng thương." Tả Chi Phi đang định nói, thì thấy Tả Tiểu Hoa từ xa chạy tới, vội nói: "Tẩu tẩu vào đi, để còn có việc." Nhà khách ở phía tây. Lúc Tả Chi Phi đi vào, Đường Minh Nguyệt đang ở trong viện đánh thái cực với bệ chiêu, đánh từng chiêu rất ra dáng. Thấy tam gia đi vào, Đường Minh Nguyệt từ từ thu thế, sau đó ngọt ngào cười. Tam gia đến rồi, hôm nay tam gia nhìn thật tinh thần. Nàng khéo miệng như vậy, khiến cho cái miệng ngọt ngào của tạ chi phi không có tác dụng. Đường tiểu thư nghỉ ngơi sao rồi, ngủ có quen không? Gian phòng sạch sẽ, đệm chân mềm mại, trong viện yên tĩnh, ngủ rất ngon. Đường minh nguyệt cong miệng. Tam gia, mời ngài vào trong. Tạ chi phi theo nàng vào nhà, cố ý nhìn trái nhìn phải. Đan huynh đâu? nghe tổng quản quý phủ nói, mùa này hạt rẻ lông rất thơm, hắn đi mua cho ta rồi. Đường Minh Nguyệt vỗ vỗ bụng, cười hơi ngượng ngùng. Thằng nhóc bên trong thèm ăn rồi, đúng là thơm, ăn không ngừng miệng được. Tạ chi phi truyền đề tài. Cô nương tìm đến tạ phủ, không biết là có chuyện gì. Đường Minh Nguyệt dần ngừng cười. Ta đã nghe bệ thúc nói rồi, sư phụ ta nàng. Đêm qua, trên đường đường cô nương tới tạ phủ, tâm ma của sư phụ ngươi đã được giải, quan tài cũng đã khép lại rồi. Thật sao, đúng vậy. Đường Minh Nguyệt chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, đường tiểu thư ở đường ra mấy năm nay rồi, vẫn còn thói quen này sao? Trường 411, dụ dỗ Tả chi phi học theo nàng, làm động tác chắp tay. Đường Minh Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Thói quen nuôi dưỡng từ Thủy Nguyệt Am, dù sao cũng không thay đổi được, Phụ thân còn thường xuyên nói ta vì chuyện này. Con người đều như vậy, thói quen rất khó sửa. Ngữ Điệu Tả Chi Phi lười biếng. Trước kia ta thích trèo cây, lớn lên nhìn thấy cây là muốn trèo. Phi, Đường Minh Nguyệt che môi cười nói, "Tam gia khi còn bé chắc hẳn rất nghịch ngợm. Khi còn bé không thích sinh nhật, lớn lên cũng không thích, hàng năm đến ngày đó thì chỉ cảm thấy đau đầu." "Vì sao? Còn không phải bị những hòa thượng đạo sĩ kia làm ồn sao?" Đường Minh Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở Am Thủy Nguyệt, biết được một người mời hòa thượng đạo sĩ đến nhà niệm kinh làm phép trong tiệc sinh nhật, là vì hôn phách người đó nhẹ quá, bát tự áp chế không được. Vì thế, nàng thuận miệng hỏi một câu. Sinh nhật tam gia là khi nào? 14 tháng 7, ấy. Đường Minh Nguyệt ngạc nhiên. Ta cũng 14 tháng 7. Giống như có vô số phao trúc, đồng thời nổ tung bên tai tạ chi phi, nổ tung khiến đầu óc hắn ong ong, chẳng nghe thấy gì cả. 14 tháng 7. Nàng thế mà sinh vào 14 tháng 7. Tạ Chi Phi run rẩy, miễn cưỡng mỉm cười. Sao có thể trùng hợp như vậy? Vâng, thật trùng hợp. Đường Minh Nguyệt cười đến hai hàng lông mày cong cong. Ta lớn như vậy, còn chưa từng gặp ai có cùng ngày sinh nhật với ta. Tạ Chi Phi hít sâu một hơi. Đây không phải là ngày tốt, bọn họ nói là quỷ thai. Sư phụ ta cũng nói như vậy, cho nên bà bảo ta không nên tùy tiện nói ngày sinh cho người khác nghe hàng năm còn niệm kinh an hồn cho ta. Đường Minh Nguyệt nói tới đây, chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Lạ thật, sao ta lại nói ngày sinh của mình cho hắn biết chứ? Không nên đâu. Sau đó nàng lại nghĩ, tam gia người ta là người hóa niệm giải ma cho sự phụ, đã tới núi Mục Lê, còn từng vào thư phòng của phụ thân, thư phòng của của phụ thân không phải là nơi mà ai cũng có thể vào được. Ừ, tam gia là người một nhà, không tính là người khác. Nghĩ như vậy, đường Minh Nguyệt rất nhanh đã thấy thoải mái. Theo ta được biết, đường Tiểu Thư là bị vứt. Tạ Chi Phi cố ý dừng lại ở đây. Thật ngại quá, đường Tiểu Thư nói đến chuyện đau lòng của cô. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ là vì sao cô biết ngày sinh của mình, hay ngày nhặt được cô chính là ngày 14 tháng 7. Ta, nương tử, nương tử, ta về rồi. Đan nhị nhất hào hứng đi tới, thấy tạ chi phi cũng ở đây, thì nụ cười trên mặt lập tức phai đi. Tam gia đến rồi. Còn bà nó, đây mới thật sự là tên phá đám. Tả Chi Phi thầm hận không thể phun ra một ngụm máu gà, nhưng gương mặt lại rất ôn hòa gật đầu. Nương tử, nhân lúc còn nóng, nàng ăn đi. Chờ chút, ta và Tam gia đang nói chuyện. Đan nhị nhất ngồi xuống bên cạnh đường Minh Nguyệt. Nói cái gì vậy, ta cũng nghe thứ. Nói chuyện của sư phụ ta, quan tài của sư phụ khép lại rồi. Nói đến đây, đường minh nguyệt mới nhớ tới chính sự mình vẫn chưa hỏi đúng rồi tam gia tâm ma của sư phụ ta là cái gì vậy trước đây bà là ai đang yên đang lành sao lại có tâm ma chứ tả chi phi quay đầu nhìn bệ chiêu ngồi ở góc tường vừa lúc bệ chiêu cũng quay đầu nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau bệ chiêu khẽ lắc đầu với hắn tả chi phi lúc này mới hiểu được vốn vị đại tiểu thư này còn rất nhiều chuyện chẳng hay biết gì không phải không muốn nói với đường tiểu thư Thật sự là liên lụy quá nhiều, ta. Không sao, vậy ta không hỏi." Bệ thúc nói, "Nữ nhân mang thai phải ít nghe chuyện thần thần quỷ quỷ." Tạ Chi Phi hơi ngần ra. Bởi vì thân phận quan hệ, hắn đã từng gặp vô số nữ tử, thông minh, không thông minh, xinh đẹp, xấu xí, hiền dịu, không hiền. Nhưng chưa có một nữ tử nào giống như Đường Minh Nguyệt, khiến người ta thích không lý do. Gặp người thì cười híp mắt, miệng ngọt chết người không đền mạng nói chuyện làm việc rất có chừng mực, không khiến cho người ta thấy khó xử. Đúng rồi Tam gia, ta có thể gặp Yến cô nương không, ta muốn cảm ơn nàng. Chuyện này, không có ý gì khác, sư phụ từng nuôi ta lớn, ta không giúp được bà chuyện gì, nhưng nói cảm ơn một tiếng vẫn hơn. Nếu không, đường Minh Nguyệt rũ mắt xuống, trong lòng ta sẽ băn khoăn. Từ chối, đường Minh Nguyệt 89 phần 10 sẽ lập tức dọn đường hồi phủ. Không từ chối. Với cái tính khí kia của Yến Tam hợp, tả chi phi lập tức đưa ra lựa chọn. Yến cô nương có câu nhờ ta chuyển lời, nàng nói không có gì để cảm ơn, bảo đường tiểu thư về núi Mộc Lê sớm một chút. Nhưng nếu đường tiểu thư muốn gặp, ta cũng sẽ nghĩ cách. Đường Minh Nguyệt vừa nghe có thể gặp thì lập tức cười như đóa hoa. Tam gia, ngươi đúng là người tốt, vậy đường tiểu thư cứ an tâm ở lại một hai ngày, ta còn có việc đi trước. Tam gia ăn mấy hạt rẻ rồi đi. Tạ Chi Phi lắc đầu. Có chuyện ta dặn dò một chút, chuyện của sư phụ ngươi. Ta biết, nửa chữ cũng không thể nói với người khác. Tả Chi Phi. Ừ. Một tiếng, liếc nhìn nam nhân đang lột vỏ hạt rẻ trên bàn, thời gian nói được mấy câu, tên nhóc này đã lột năm sáu hạt. Thật khéo tay. Trùng hợp hơn nữa, cũng nương nó là tên phá đám cỡ lớn. Tả Chi Phi ra khỏi khách viện, đi thẳng đến cửa góc, vừa muốn xoay người lên ngựa, thì từ xa đã thấy xe ngựa tả phủ chạy từ đầu hẻm vào. Xe ngựa này là của phụ thân thường dùng. Lúc này, không phải ông đang trên chiều sao? Tả Chi Phi đứng tại chỗ đợi một lát, chờ xe ngựa dừng lại, thì bước tới vén rèm xe lên. Tả Đạo Chi đang muốn xuống xe thì sừng sốt. Lão Tam, sao lại là con? Cha, sao cha lại trở về? Tả Đạo xuống xe, trên mặt lộ vẻ bi thương. Lão ngựa sử đêm qua qua đời, bệ hạ hạ chiếu truy phong hắn làm chính quốc công, ban thưởng chôn cất ở Hoàng Lăng, ta trở về thay quần áo, chạy tới lục gia phúng viếng. Chôn cất ở Hoàng Lăng, đây là vinh quang cỡ nào? Bệ hạ không chỉ không giết, lại còn nâng lão đại nhân lên một độ cao trước nay chưa từng có. Tả chi phi hoàn toàn chấn kinh. Vậy, tội kỳ chiếu đã hạ rồi sao? Hạ rồi, hôm nay lâm chiều, trước mặt văn võ bá quan, bệ hạ tự mình đọc chiếu thư, Tạ Đạo Chi lau nước mắt, ngửa mặt lên trời thở dài. Minh Quân. Nếu là thường ngày, Tạ Chi Phi cũng sẽ cảm thán theo một tiếng, nhưng hôm nay không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên chẳng thấy gì. Đúng rồi, sao con còn chưa đến nhà môn? Bây giờ đi à? Chờ đã. Tạ Đạo Chi gọi hắn lại. Vài ngày nữa là qua Trung Thu, lão phu nhân có nhắc tới vài lần, muốn mời yến cô nương trở về ăn bữa cơm đoàn viên, việc này ngươi giúp lão phu nhân xử lý nhé. Buổi sáng ăn điểm tâm với lão tổ tông, nàng cũng nói với ta rồi, ta cố gắng vậy. Cố gắng gì mà cố gắng, buộc phải mời người về. Tả Đạo Chi vừa định cất bước, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Đôi phu thê nhỏ ở khách viện kia là ai thế? Thực ra là tới tìm Yến cô nương, nhưng Yến cô nương không gặp, đành phải tới nhờ con. Vì sao không gặp? Nói tiền hàng đã thanh toán hết, không cần nói cảm ơn. Tả Đạo Chi lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra đưa tay vỗ vỗ vai con trai, thở dài rời đi. Tả Chi Phi chờ hắn vào nhà thì xoay người lên ngựa, một mình đi thẳng đến Am Thủy Nguyệt. Chưa đến trưa, đã tới cửa Am Thủy Nguyệt. Tả Chi Phi xoay người xuống ngựa, ánh mắt đảo qua thì ngây người. Chương 412: Tình cờ gặp. Dưới bóng cây có hai con ngựa đang nghỉ ngơi, dáng vẻ rất quen thuộc, còn là do hắn tự tay chọn lựa. Yến Tam hợp đến Am Thủy Nguyệt làm cái gì? chuyện này không phải đã kết thúc rồi sao? Tạ Đại Nhân. Có tiểu ni cô đi ra đón, hành lễ với tạ Chi Phi. Tả Chi Phi ra dáng quan ra. Am chủ các ngươi đâu? Am chủ đang nói chuyện với Yến cô nương. Ta có việc tìm am chủ các ngươi, ngươi dẫn đường đi. Vâng. Mới đi được hơn 10 trượng, đã thấy một ni cô áo xám đứng dưới mái hiên vẫy tay với Tả Chi Phi. Ngươi ở đây chờ ta xuống. Tả Chi Phi bước tới, vuốt cằm nói với ni cô áo xám. Tứ phu nhân. Tứ phu nhân vừa mở miệng, giọng nói hơi run rẩy. Tam gia, ta vừa mới thấy Yến cô nương tới. Ừ, đến làm chút chuyện. Tạ chi phi đánh giá bà. Người ở đây có quen chưa? Tứ phu nhân cúi đầu, hồi lâu mới nói. Nơi nào cũng không phải là thế giới cực lạc, ta định ở thêm một tháng nữa, sẽ trở về. Cho nên nói, am chủ người ta không chịu nhận ngươi là có đạo lý hết. Tạ chi phi căn bản không muốn hỏi thêm một câu. Vì sao? Chỉ thản nhiên nói, muốn về thì về đi. Trong am đường, Tuệ Như nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng hơi hoảng hốt. Yến Cô Nương, tâm ma của Tĩnh Trần, quan tài đã đóng lại, a di đà Phật, thiên tai thiên tai, bây giờ ta sẽ đi lấp mộ lại. Tuệ Như đi ra gian ngoài, gọi mấy ni cô tới dặn dò một hồi, lúc xoay người lại, phát hiện Yến Tam Hợp đang đứng ở dưới mái hiên mặt mày sáng sủa hôm nay nắng đẹp ngươi cùng ta ra ngoài đi dạo một chút đi được hai người sóng vai đi bên cạnh thỉnh thoảng có nico đi qua càng nàng gương mặt ai nấy đều rất chán nản đi một hồi yến tam hợp dừng bước nhìn tuệ như tuệ như không biết nàng muốn làm gì đành phải đứng theo vì ngẩng đầu trên chán bà hiện lên một đống nếp nhăn nhìn càng thấy giả hơn yến tam hợp thản nhiên mở miệng khi còn bé Ngươi hẳn là từng trải qua rất nhiều khổ sở. Tuệ như ngần ra. Nếu như ngươi bằng lòng, chi bằng hay tâm sự với ta. Mắt yến tam hợp rất sáng. Một người có quá nhiều thứ trong lòng, thì cả người sẽ nặng nề, cùng sẽ già đi rất nhanh, có đôi khi phải ném ra bên ngoài bớt. Nàng nhìn bà. Đây là lời Phật gia của các vị nói, nên buông xuống. Chấm. Yến cô nương, ngươi nói mình ghen tị tính trần, thực ra cũng không phải thật sự ghen tị nàng, là không buông xuống chuyện trước kia được. Yến Tam Hợp vươn tay, nắm lấy chàng hạt trong tay tuệ như. Người không bỏ xuống được, là khổ nhất, nàng nói ta là người đau khổ nhất. Tuệ như lặng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt, trong mắt dần nổi lên một tầng sương mù. Nàng năm tuổi đã mất nương, cha chưa gì đã cưới một nữ nhân khác về. Kế mẫu cha dưỡng, trên người nàng quanh năm suốt tháng không có một nơi nào lành lặn, bị đánh chửi là chuyện như cơm bữa. Nữ nhân kia sinh hạ con trai, cuộc sống càng khổ hơn, nàng từng ngày chịu đựng sự dày vò, nghĩ thầm chỉ cần chịu đựng đến khi lập gia đình là tốt rồi. 18 tuổi, phụ thân nhận 20 lượng bạc xính lễ, gả nàng cho một lão lưu manh hơn 40 cùng thôn. Lão lưu manh là một con ma men, uống rượu xong sẽ đánh nàng, đánh xong ngày hôm sau lại quỳ gối trước mặt nàng, nói vài lời cầu xin tha thứ. Một lần, hai lần, ba lần. Nàng không có nơi nào để đi, nghĩ thầm chờ sau này sinh con trai thì có khá hơn một chút hay không. Mười tháng mang thai, nàng sinh ra một nữ nhi. Nam nhân trên nàng sinh con gái, sau khi hết ở cữ thì bắt đầu đánh đập. Năm con gái ba tuổi, nam nhân ở bên ngoài bị chọc giận, về nhà uống rượu xong, lại vung nắm đấm lên. Đứa con gái nhỏ bình thường chỉ biết trốn trong góc khóc, nhưng ngày đó không biết nó lấy dũng khí ở đâu ra, đột nhiên lao ra ôm chân nam nhân, cầu xin hắn đừng đánh nữa nam nhân cầm lấy băng ghế bên cạnh, đập vào đầu con gái. Chiếc đầu nhỏ của con gái bị chảy máu, thấm cả người nàng, nó kêu một tiếng. Nương ơi, con đau. Rồi năm nhất lại, ba ngày ba đêm, nàng ôm thân thể nhỏ của con gái mình, có chết cũng không chịu buông tay, mãi cho đến khi ngã xuống. Hai tháng sau, nam nhân đi tiểu bên bờ sông, nàng bước đến đạp một cái, đến khi nước sông chìm qua đầu nam nhân nàng mới hét lên cứu mạng. Hai ngôi mộ mới được dựng lên, nàng khóa cửa nhà lại đến am thủy nguyệt tuệ như chờ sương mù trong mắt tản ra lắc đầu yến cô nương không có gì để nói ta cũng đã buông xuống rồi thật sự buông xuống rồi ư buông xuống thật rồi vậy thì tốt yến tam hợp cúi đầu đến bên tai nàng nói cho ngươi biết một bí mật ta hóa niệm giải ma lâu như vậy đến giờ chưa thấy ai khổ hơn tĩnh trần tuệ như đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên nàng khổ như vậy nếu đổi lại là người khác thì chẳng sống qua nổi một ngày. Thật, thật sao, vô cùng chính xác. Bốn chữ này khiến cho sự ghen tị trong lòng tuệ như nháy mắt sụp đổ. Trên đời này còn có người số khổ hơn ta, thì ra, trên đời này còn có người số khổ hơn ta. A-di-đà Phật. An dĩ trạch thở dài. Ân. Đến đây, mục đích yến tam hợp đến am Thùy nguyệt đã hoàn thành một nửa. Đúng rồi, bên cạnh ta thiếu nha hoàn, người hỏi lan xuyên có đồng ý hay không nếu chịu thì ta sẽ mang nàng đi yến cô nương tuệ như mờ to hai mắt ta có một miếng ăn thì có nàng một miếng ăn cái khác thì xem tạo hóa của nàng thôi yến tam hợp xoay người thấy có người miễn cưỡng dựa vào góc tường dáng vẻ như không xương sao hắn lại tới đây đứng đây bao lâu rồi nghe được những gì rồi tả chi phi thu hồi sự lười biếng bước nhanh tới đến xử lý chút công vụ không ngờ ngươi cũng ở đây." Yến Tam hợp nhướng mày, tỏ vẻ không tin lời hắn lắm. "Đúng là có công vụ." Tả Chi Phi xoay người, nhìn lão Ni Tuệ Như, giọng điệu giải quyết việc chung. "Có người đến binh mã ti tìm nữ nhi thất lạc, nói là bị vứt bỏ ở gần đây, người đưa danh sách những đứa trẻ bị vứt bỏ gần 20 năm qua của Am Thủy Nguyệt ra đây, bổn quan muốn xem xét từng đứa một." "Vâng, thưa đại nhân." Tuệ Như nhìn Yến Tam hợp một cái, vội vàng rời đi đúng là có danh sách thật xem ra đã tìm đúng cái cớ rồi tả chi phi không vội bình tĩnh hỏi tại sao muốn nhận lan xuyên đứa nhỏ kia tính tình hoạt bát không nên ở đây trừ cái đó ra thì sao ở đâu ra nhiều lý do như vậy yến cô nương tốt nhất nên có thái độ tốt với ta một chút nếu không tin tức có liên quan đến vị lão đại nhân nào đó nói mau tin tức gì tả chi phi cười híp mắt nhìn nàng kiều ngươi không dỗ ta vài câu ta sẽ không nói rất đáng ăn đòn. Yến Tam hợp xoay người rời đi. Trêu người đấy. Tạ Chi Phi đi theo. Sao người không có bị chọc cười gì thế? Yến Tam hợp đi nhanh hơn. Lão đại nhân được phong làm chính quốc công, ban thưởng an táng ở Hoàng Lăng. Đây tính là tin tức gì? Yến Tam nheo mắt, không quá một ngày, người trong thành tứ cửu đều biết. Cô nương không biết, thì đó là tin tức. Ngữ khi Tạ Chi Phi rất vô lại. Ta tới trước mặt cô nương để báo tin trước đó, anh yến tam hợp chạm phải ánh mắt hắn không biết vì sao lại muốn quay đầu bước đi hắn cứ như biết động tác tiếp theo của nàng chân đôi dài nhấc lên chặn đường nàng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn